chương 41. Hai bút cùng vẽ. Trước giờ đăng tràn vũ khí sinh vật. Phiếu đánh giá tăng thêm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Hơn nữa hiện ra vô cùng thống khổ. Những người khác giật nảy mình. Dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy. Tên lính này tay trái. Cái kia bị xích hồng sắc mảnh thú tiên huyết văn đến vị trí, huyết nhục phản phất bị a xíp sung chấm phu chấm e rit tạc vào một dạng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc tan rã trong nháy mắt liền gặp được bạch cốt mà cái kia bạch cốt cũng đỡ không được dĩ nhiên cũng trực tiếp hòa tan rất nhanh khen sát một tiếng cái này chỉ cánh tay trực tiếp gãy nhưng vẫn chưa hết hơn nửa đoạn cánh tay cư nhiên cũng bắt đầu rồi cấp tóc hòa tan. Nhìn không ít người trực tiếp dọa sợ. Màu đưa cánh tay hắn chém đứt. Một cái theo đội cùng đi học giả vội vàng hô. Bên cạnh đội trưởng cũng phản ứng lại. Rút ra trường đao. Xuống một đao. Đem tên lính này ăn gian chém đứt. Lần đầu trọng thương. Tên lính này lập tức hôn mê đi. Chịu đến cái này có chuyện xảy ra ảnh hưởng tâm tình của mọi người cũng không rất cao. Đoàn người trở lại đại bản doanh, đem chuyện này báo cho biết cho những người khác. Đang nghe xích hồng sắc mạnh thú tiên huyết. Lại có thể cấp tốc hòa tan cánh tay phía sau. Nghiên cứu tiểu tổ người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này mạnh thú huyết chẳng lẽ? Có độc. Một cái học giả suy đoán nói. Vô cùng có khả năng. Khác một cái học giả gật đầu, biểu thị tán thành việc nghe bất khả tư nghị. nhưng đây chính là siêu phàm sinh vật. tự nhiên so với phổ thông mảnh thú muốn đặc thù nhiều. rất nhanh. mới bị bắt giết xích hồng sắc mảnh thú bên trên hiểu rõ phẫu đài. máu của nó. thành trọng điểm đối tượng nghiên cứu. một phen nghiên cứu một chút tới. nghiên cứu tiểu tổ sơ bộ làm rõ ràng tình huống. xích hồng sắc mảnh thú huyết có chứa kịch độc lâu năm học giả tự mình sử dụng đao, lúc này hồi báo cho hàng nói. Kỳ độc tính so với chúng ta gặp qua bất kỳ sinh vật nào độc đều còn đáng sợ hơn nhiều. Loại độc chất này chứa đựng cực mạnh độ hòa tan. Nguyên nhân cuối cùng. Chúng ta ở trong máu phát hiện. Một loại năng lượng đặc thù. Phải là viên tinh cầu này siêu phạm năng lượng. Cho nên mới làm cho đỏ thẩm thú huyết dịch độc tính đáng sợ như vậy. Sau khi nghe xong, hàng khẽ gật đầu. Hắn chính là hiện nay vũ quốc phương diện y học thành tựu tối cao người. Tự nhiên nghe hiểu mấy thứ này. Tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ càng nhiều hơn phát hiện. Hàng ra lệnh. Ngoại trừ huyết dịch ở ngoài. Xích nghe thân thể những bộ vị khác cũng tương đối đặc biệt. Nhưng không có huyết dịch đặc thù. Đem xích nghe đặc tính hiểu rõ không sai biệt lắm phía sau. Hàng hạ thu gặp mệnh lệnh. Đại hoàng quân bắt đầu hành động phân biệt săn từng cái khu vực xích nghe. Những thứ này xích nghe trí tuệ không thế nào cao. Đương nhiên sẽ không đi về phía còn lại đồng bạn thông báo, hoặc là bắt tay hợp tác. Đưa tới đại hoang quân hành động rất thuận lợi. Qua ba ngày, trên viên tinh cầu này, tất cả xích nghe đều bị vây bắt rơi. Bởi vì xích nghe huyết dịch trân quý tính. Sở dĩ. Hàng hạ đạt là tận lực bắt sống mệnh lệnh đại bộ phận xích nghê cuối cùng đều là bị bắt sống trở về Lam Tinh Hạ Trang. Ba viên siêu phàm tinh cầu chinh chiến có một kết thúc. Giang Phạm quyết định làm cho đại hoang quân tỉnh dưỡng ba tháng. Trong khoảng thời gian này, có thể hảo hảo tiêu hóa phía trước đồ đạc. Siêu phàm nghiên cứu tiểu tổ lại là trở lại một cái, liền đầu nhập vào rộn rịp nghiên cứu. Vì càng nhanh đến mức đến thành quả nghiên cứu. Khải trực tiếp là đem siêu phàm phòng nghiên cứu thăng cấp thăng cấp thành siêu phàm viện nghiên cứu. Vũ quốc đệ một cái viện nghiên cứu. Chuyên môn dùng để nghiên cứu liên quan tới siêu phàm đồ đạc. Cũng từ hai chỗ học viện cùng toàn quốc các nơi đều đi một ít nồng cốt tinh anh. Gia nhập siêu phàm viện nghiên cứu. Có nhiều người hơn gia nhập vào. Xích nghe máu nghiên cứu tiến triển rất nhanh. Không bao lâu. Đám người chính là phát hiện một cái ngoài ý muốn kết quả. Đó chính là loại này huyết dịch không chỉ là đối với người hữu hiệu hơn nữa đối với võ giả cùng slam cũng hữu hiệu quả xích nghe huyết năng đủ ăn mòn cùng hòa tan còn lại siêu phàm sinh vật có siêu phàm năng lượng coi như là võ giả cùng slam cũng đỡ không được khải hưng phấn mà hướng giang phàm hội báo kết quả này xích nghe cái danh xưng này tự nhiên là giang phàm báo cho biết cho khải sở dĩ chúng ta có thể chế tác một loại toàn vũ khí mới vũ khí sinh vật gian phàm gợi ý nói khải sửng sốt một chút lập tức chợt nói vũ khí sinh vật đúng vậy phụ thần trí tuệ thực sự là tốt lắm gian phàm lập tức cắt đứt khải nói nói tiếp khải hít một hơi thật sâu nói ta ý nghĩ chính là lợi dụng xích nghe huyết chế tác vũ khí sinh vật Chuyên môn dùng để đối phó siêu phàm giả. Có thể thực hiện. Giang phàm lưu lại hai chữ, liền rời đi. Bây giờ giang phàm. Dạy dỗ nội dung càng ngày càng ít. Chờ, các loại, giang phàm sau khi rời đi. Khải mảnh địa vỗ đầu một cái, nói. Vũ khí sinh vật. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, cái này. Nghe chính là rất thứ lợi hại. Theo giang phàm một câu gợi ý vũ khí sinh vật loại này kiếp trước rất phía sau mới chỉ có phát triển ra tới đồ đạc trước giờ ở lam tinh đổ bộ đến tiếp sau ở chinh chiến ngoại tinh cầu bên trên càng là mang đến cực kỳ kinh người khủng bố ảnh hưởng cùng lúc đó một loại khác không thuộc về cái thời đại này vũ khí đáng sợ thuốc súng bên ngoài nghiên cứu cũng là có đột phá tính tiến triển ps sách mới trong lúc số liệu phi thường trọng yếu phi thường, các vị các đại lão hỗ trợ đánh cái tay. Bãi, phiếu đánh giá, vé tháng. Các loại phiếu. Tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Thuốc súng vấn thế Vũ quốc khiếp sợ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio thuốc súng nguyên liệu cũng không phức tạp từ diêm tiêu cát bôn lưu huỳnh đè tỷ lệ nhất định phối hợp mà thành nhưng muốn chế tác thành thuốc nổ thì không phải là đơn giản như vậy kiếp trước nhưng là phát triển thật lâu thẳng đến rất phía sau mới chỉ có chế tạo ra cho rằng vũ khí thông thường đại uy lực thuốc nổ bên ngoài nguyên nhân nha chủ yếu là tỷ lệ tương xứng vấn đề trong hoàng cung phòng nghiên cứu bên cạnh. Nơi đây đã toàn bộ bị giới nghiêm. Phụ cận một cái hoang phế đình viện, bị coi thành thí nghiệm địa điểm. Nhóm đầu tiên thuốc nổ thành phẩm bị vận đến nơi đây. Tham dự khảo nghiệm đám người, trong mắt đều có chút chờ mong cùng hưng phấn. Ngày hôm nay, bọn họ có lẽ đem nhân chứng một loại vũ khí đáng sợ sinh ra. Giang phàm cũng ở lặng lẽ nhìn lấy thành tựu nghiên cứu trung trả giá nhiều nhất người. Khải tự mình đốt kiếp nổ. Một lát sau, một cổ chấn thiên âm thanh dường như sấm sét, vô căn cứ vang lên, chấn triệt phía chân trời, xa gần đều nghe. Cách gần đó nhân, lỗ tai hầu như đều muốn bị chấn động điếc. Thấy như vậy một màn, Giang Phạm khẽ gật đầu. Lần khảo sát này, xem như là tương đối thành công mặc dù không là hoàn mỹ nhất tỷ lệ tương xứng nhưng là đầy đủ có lực sát thương đám người cực kỳ hưng phấn chỉ có khải một người sắc mặt bình tĩnh dường như còn không hài lòng lắm cách phụ thần nói cái loại này uy lực dường như còn kém không ít khải âm thầm suy nghĩ thời gian kế tiếp khải không có thả lỏng thuốc súng cải tiến công tác tiếp tục tự mình nắm chặt mà ở trận này trong khảo nghiệm. Khải dường như cũng bắt được một điểm liên quan. Phụ thân, ta biết đại khái lời ngươi nói tốc độ siêu âm vũ khí là cái gì? Khải một thân một mình. Đứng ở trên đài cao. Nhìn trên trời. Tự lẩm bẩm. Cái kia nổ tung trong nháy mắt, hỏa dược hột chia lìa tốc độ. Không phải là so với vận tốc âm thanh còn nhanh. Nếu có thể đem hỏa dược nhỏ đi mà quy lực không đổi, chẳng phải là nhất kiện tốc độ siêu âm vũ khí? đáng tiếc, lần này không có Giang Phạm đáp lại. Giang Phạm lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Khải Thiên Phú trăm năm hiếm thấy. Theo Giang Phạm, là sống sai rồi niên đại. Thời đại này, vũ quốc vẫn là nằm ở kỹ thuật giai đoạn khởi bước. Rất nhiều khái niệm đều chưa từng xuất hiện. Rất nhiều ngành học cũng không xuất hiện. Nếu như Khải Vãn Sinh cái 100 năm, hậu thế nói không chừng sẽ xuất hiện một cái vĩ đại khoa học gia. Khải Môi lửa thuốc cải tiến cùng nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Mà Giang Phạm huấn luyện kế hoạch cũng ở duy trì liên tục. Đi tới tinh cầu hiệp hội, Giang Phạm một khẩu khí mua năm viên siêu phạm tinh cầu giấy thông hành. Cái này năm ngôi sao cầu. Thực lực đều so với phía trước 3 viên càng mạnh. Khó đối phó hơn thời gian vội vã trôi qua. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Làm tin bên trên. Vạn vật giờ nào khác nào cũng đang biến thiên. Khải chủ trì thuốc súng nghiên cứu ở từng điểm một đi tới. Mà đại hoang quân tinh cầu chinh chiến cũng cuối cùng kết thúc. Theo quân siêu phạm nghiên cứu tiểu tổ. Tăng thêm đến rồi 50 người. Cũng tế phân nhiều cái tiểu đội. Để mà nhằm vào các loại siêu phạm tinh cầu một năm này chinh chiến. Ở phía sau mấy viên khá mạnh trên tinh cầu. Đại hoang quân cũng bắt đầu có thương vong. Nhưng thu hoạch xa xa lớn hơn tổn thất. Đại hoang quân binh sĩ khí thế, ngày càng bưu hãn. Đối mặt siêu phạm sinh vật. Chẳng những không quý kỵ, trong mắt ngược lại còn lộ ra sói đói một dạng quan mang. Kỵ binh cũng là có đất dụng võ. Cùng bộ binh phối hợp. Ở một ít trường hợp phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Đến tận đây, cấp thấp văn minh tinh cầu huấn luyện có một kết thúc. Kế tiếp đến phiên trung cấp văn minh tinh cầu cùng cao cấp văn minh tinh cầu. Cái này hai loại siêu phạm tinh cầu. Giang phạm cũng không tính huấn luyện rất nhiều. Dù sao, phần lớn người thức tỉnh tinh cầu đều là cấp thấp văn minh tinh cầu. Trung cấp cùng cao cấp vẫn là thuộc về số ít. Trung cấp văn minh tinh cầu. Gian Phạm tuyển ba viên, cao cấp văn minh tinh cầu, tuyển hai khỏa. còn như siêu cấp văn minh, cái kia cũng không cần phải. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là một năm qua đi. Đại Hoang Quân Ma luyện càng thêm thành thục, trung cấp văn minh tinh cầu cùng cao cấp văn minh tinh cầu cũng không có làm khó bọn họ, siêu phẩm nghiên cứu tiểu tổ ở trong đó tác dụng vô cùng lớn rất nhiều nhìn như chật vật đối thủ. Đều là nghiên cứu tiểu tổ tìm được rồi phương pháp. Một ít ly kỳ cổ quái vũ khí cũng là bị phát minh đi ra. Buổi tối. Hoàng cung cung điện. Trên đài cao. Khải lại một thân một mình đi tới nơi này. Nhìn trên trời. Hai năm qua. Khải lo lắng hết lòng. Lại là chủ trì thuốc nổ nghiên cứu. Lại là bận rộn đại hoang quân chinh chiến sự vụ mắt trần có thể thấy lại già đi không ít. Không khí từng đợt lắc lư. Giang Phạm xuất hiện. Phụ thân. Khải vui mừng quá đổi. Trong lòng ngươi nên có nghi vấn A. Giang Phạm lần này là dùng đom đóm hợp thành văn tự, nói. Hai năm qua, ta tại sao phải nhường ngươi làm nhiều chuyện như vậy? PS. Sách mới trong lúc, số liệu phi thường trọng yếu phi thường, các vị các đại lão hỗ trợ đánh cái tay bãi, phiếu đánh giá, vé tháng. Các loại phiếu. Mỗi ngày cơ sở là canh tư. Chỉ cần có 2.000 hoa tươi hoặc là 300 phiếu đánh giá liền thêm một canh. Khen thưởng mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần có 5 cái cũng thêm một canh. Không có thượng hạng. Tông môn có đệ tử tấu hài không hạng cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Cuối cùng Chi Khải, đại bỉ mở mang. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Audio. Phụ thân, tự hồ đang chuẩn bị một kiện rất trọng yếu sự tình. Khải nói ra trong lòng mình ý tưởng, cũng không tính là rất trọng yếu. Giang Phạm tiếp tục dùng đom đóm miêu tả văn tự đồ hình, là liên quan tới vinh dự cùng tưởng thưởng sự tình. Ta có thể hay không biết? Khải hỏi. Ta hiện đến muộn chính là vì báo cho biết cùng ngươi. Giang Phạm nhẹ nhàng đùa bẩn trong đó một chỉ đom đóm, nói. Đây là một hồi tinh chủ giữa đỏ sức. Rất nhiều tinh chủ tham gia. Chúng ta sẽ không đích thân hạ trang. Kết quả đem là. Từng cái trên tinh cầu sinh mệnh. Người thắng. Đem thắng được vinh dự cùng thưởng cho. Cho nên ta hai năm qua liên tục huấn luyện đại hoang quân, chính là vì ở nơi này tràn trong tỷ đấu thu được xuất sắc. Nhìn lấy Giang Phạm đom đóm văn tự. Khải cái kia già nua ánh mắt. Cũng là càng ngày càng sáng. Ta hiểu được. Phụ thân. Khải quỳ một gối, trịnh trọng nói. Ta biết mình già rồi, nhưng trong lòng ta vẫn có dũng khí. Xin cho phép lần này vinh dự tranh, ta tự mình đến đội. Tốt. Giang Phạm không có bất kỳ suy nghĩ đáp ứng rồi Khải thỉnh cầu. Theo Giang Phàm, Khải còn lại thời gian không nhiều lắm. Không muốn để cho hắn lưu lại tiếc núi. Ở Giang Phàm đặc biệt thiết trí tốc độ thời gian trôi qua dưới. Làm tình hai năm. Ngoại giới bán nguyệt. Ngày này chính là đi tới đồng chấn thanh nói đại bỉ thời gian. Giang Phàm sáng sớm đã rời giường. Ăn cái đơn giản bữa sáng. Hướng trường học chạy đi thế giới này cũng là có giao thông công cộng công cụ. Vẫn là cao cấp văn minh tinh cầu sản vật. Nhưng Giang Phạm từ nhỏ đã tiết kiệm. Nơi nào cam lòng cho số tiền này? Vẫn dùng chạy bộ phương thức trên dưới học. Đi tới Giang Thành Thất Trung. Đi vào trường học. Ở thao trường một bên. Giang Phạm nghe được một đạo tiếng gào. Giang Phạm, nơi đây. Giang Phạm quay đầu nhìn lại phát hiện là cùng ban một cái nam đồng học, Mã Tùng Đào. Mã Tùng Đào lần trước thức tỉnh thành tích cũng không tệ. Phụ mẫu đều là tinh cầu chủ. Gia cảnh khá tốt. Vì vậy, lần này cũng bị chọn vào năm người đội giáo viên bên trong. Giang Phạm cùng Mã Tùng Đào cũng không tính là quen thuộc. Chỉ là nhận thức mà thôi. Trên thực tế, Giang Phạm cùng cùng lớp đồng học đều không cái gì quá lớn giao tình mà ở mã tùng đào bên cạnh. Còn đứng mặt khác một cái mặt chữ điền nam sinh. Giang Phạm cũng không nhận ra. Nhưng là biết. Đây cũng là được tuyển chọn năm người một trong. Người tới rất sớm a. À. Giang Phạm lên tiếng chào. Không có biện pháp. Mã Tùng Đào giang tay ra, nói. Nghe nói lần này sư phụ mang đội là Khâu Vân Phi, nếu tới chậm, chẳng phải là muốn bị tàn nhẫn giáo huấn một trận. Khâu Vân Phi. Giang Phạm ngược lại là đối với danh tự này có chút ấn tượng. Đang khi nói chuyện, lại đi tới một đệ tử. Cũng là lần trước giác tỉnh thành tích bài danh thứ ba hướng quân hạo. Hướng quân hạo hướng phía Giang Phạm ba người khẽ gật đầu. Liền đi tới một bên. Không có tham dự nói chuyện phím. Cái gia hỏa này ngược lại là chảnh quá đấy. Mã Tùng đào nhỏ giọng thầm thì một câu hướng quân hạo thức tỉnh thành tích cho dù đặt ở toàn bộ giang thành đều rất xếp phía trước, thêm lên trong nhà cực lực bồi dưỡng, có người nói bây giờ tinh cầu đường kính đã sắp tới gần 100 cây số. Mặt chữ điền nam sinh nói rằng, nhanh 100 km, thảo nào không theo chúng ta những thứ này tầng dưới chót cùng nhau. Mã Tùng Đào âm dương một câu, lập tức, dường như ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời sáng lên kéo kéo Giang Phạm y phục nói. Mau nhìn, đường thanh thanh tới. Giang Phạm cùng mặt chữ điền nam sinh cũng quay đầu. Chứng kiến một đạo tịnh lệ thân ảnh hướng cái này vừa đi tới. Vóc người cao gầy. Dung mạo không tầm thường. Không phải đường thanh thanh vẫn là ai. Đường thanh thanh đi tới ba người trước người. Đường thanh thanh, nghe nói người bây giờ tinh cầu đường kính đã vượt qua một không không km. Mã Tùng Đào hỏi đường thanh thanh khẽ ư ánh mắt ở gian phàm trên người nhiều ngừng một chút chính là bình tĩnh đi tới một bên đối với đường thanh thanh mà nói chỉ là thức tỉnh rồi phổ thông tin cầu gian phàm đã không phải là nàng để ý mục tiêu lại qua thêm vài phút đồng hồ một bóng người cao lớn xuất hiện hướng phía năm người đi tới đây là một người vóc dáng cao lớn khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên khâu lão sư Mã Tùng Đào cùng mặt chữ Điền Nam Sinh lập tức hô. Khâu Vân Phi khẽ gật đầu, quét mắt gian phạm năm người liếc mắt, lớn tiếng nói. Cái này một lần gian thành đại bỉ, trường học của chúng ta chính là từ ta dẫn đội. Các ngươi năm cái đều là thất trung hơn ngàn người chọn lựa ưu tú nhất năm người, thế nhưng... Khâu Vân Phi thanh âm trở nên lạnh, nói. Cùng những trường học khác thiên tài so sánh với, các ngươi. Còn kém không ít. Cái này một lần đại bỉ. Các ngươi trong năm người, cũng chỉ có Đường Thanh Thanh một người có cơ hội ra biên. Các ngươi những người khác đều không có cơ hội. Nghe vậy, ngoại trừ Giang phàm, Hướng Quân Hạo, Mã Tùng Đào cùng mặt chữ điền nam sinh ba người đều là hơi nắm chặt nắm tay. Trong lòng không cam lòng. Đường Thanh Thanh tuy là ưu tú, nhưng bọn hắn làm sao không phải thất trung học viên ưu tú nhất? Ai sẽ cam tâm khuất với dưới người? Giang phàm ngược lại là không sao cả. Chỉ nghĩ nhanh lên một chút tham gia đại bỉ. Nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Nhanh lên một chút bắt được thưởng cho. Sau đó, về nhà tiếp tục diễn biến tinh cầu. Nói chung chính là, làm nhanh lên một chút. PS. Sách mới trong lúc số liệu phi thường trọng yếu phi thường, các vị các đại lão hỗ trợ đánh cái tay bãi, phiếu đánh giá, vé thắng. Các loại phiếu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Thiên tài tập hợp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mã Tùng Đào hướng quân hạo ba người đều là nắm chặt nắm tay. Nhưng không ai dám lên tiếng biện giải. Bởi vì, cái này khâu vân phi chính là cùng hiệu trưởng đồng chấn thanh một dạng tứ cấp tinh cầu chủ. Dù cho ở toàn bộ giang thành, cũng là tiếng tâm lừng lẫy cường giả. Ta biết trong lòng các ngươi không phục. Khâu vân phi lạnh lùng nhãn thần quét mắt năm người, nói. Nhưng, đây chính là sự thực. Nếu muốn không phục, mượn các ngươi thực lực nói. Tốt lắm, hiện tại. Theo ta xuất phát. Nói xong, Khâu Vân Phi dẫn đầu xoay người. Hướng ra ngoài trường đi tới. Giang phạm năm người đi theo phía sau. Tham gia Giang thành đại bỉ loại này mỗi năm một lần việc trọng đại. Thất trung tự nhiên rất trọng thị. Đặc biệt chuẩn bị một chiếc phù xe. Bởi Giang thành bên trong không cho phép bất luận kẻ nào hoặc vật bay lên không trung đến từ chính trung cấp văn minh phù văn tinh cầu phù xe. Bởi giá cả không cao, thuận tiện mau lẹ, thành được hoan nghênh nhất phương tiện giao thông. Tốc độ nhanh, lại thư thái, cũng không có dầu vị. Giang Phạm cảm thụ một phen. Cảm giác so với kiếp trước ô tô thoải mái nhiều. Đại bỉ cử hành địa điểm ở vào Giang Thành lớn nhất tràng quán, Giang Thành trung tâm tràng quán. Tràng quán bên ngoài đã có trước giờ chạy tới ký giả truyền thông nhưng bởi vì tham gia thi đấu đều là trung học phổ thông học sinh đại bị cấm chỉ toàn bộ truyền thông tiến nhập cùng phỏng vấn phù xe ở đây quán bên ngoài dừng lại khâu vân phi mang theo năm người sải bước đi đi vào trước cửa có nhân viên công tác đang kiểm tra thân phận để tránh khỏi người không liên hệ chui vào thuận lợi sau khi thông qua khâu vân phi liếc nhìn thời gian quay đầu hướng năm người nói Bây giờ cách đại bỉ khai mạc thời gian còn có một chút, các ngươi lời đầu tiên đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, Khâu Vân Phi trực tiếp hướng bên trái một cái phòng nghỉ đi tới. Lưu lại Giang Phàm chờ, các loại, năm người. Đường Thanh Thanh cùng hướng Quân Hạo riêng phần mình hướng vừa đi. Mặt chữ điền nam sinh dường như gặp người quen biết, cùng đi theo đến một bên kia. Giang Phàm, chúng ta đi bên kia nhìn Mã Tùng Đào chỉ vào cách đó không xa đoàn người, dường như cũng là một cái trung học bị tuyển ra tới học sinh. Trong đó, có ba nữ sinh, đều là dáng dấp thanh xuân tịnh lệ, tam đôi chân dài, rất thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn Mã Tùng Đào ánh mắt một trận chiếu sáng. "Lơ sờ a ngươi." Giang Phàm trong lòng không khỏi nhổ nước bọt một câu. "Ngươi đi đi, ta tìm một chỗ ngồi một chút." Giang Phạm có thể không phải làm sao cảm thấy hứng thú. Tràng quán rất lớn. Tọa ý rất nhiều. Giang Phạm tùy tiện tìm một phương tiện ngồi xuống. Được rồi. Mã Tùng Đào chỉ có thể theo Giang Phạm ngồi xuống. Rộng lớn bên trong phòng nghỉ ngơi. Đã tới không ít Giang thành trung học sư phụ mang đội, riêng phần mình đều ở đây hàng huyên nói chuyện phím. Khâu Vân Phi đến. Bị hoan nghênh. Là Vân Phi. Khâu Vân Phi tới. Không nghĩ tới, trường học các ngươi cái này một lần là ngươi dẫn đội. Có thể không coi trọng sao? Năm nay lần này nhưng là thiên tài tập hợp, ngay cả thành chủ đều hết sức coi trọng. Từng cái lão sư đi lên chào hỏi hàng huyên. Khâu Vân Phi gật đầu, xem như là đáp lại. Nghe nói trường học các ngươi cái này một lần nhưng là ra khỏi thiên tài, giác tỉnh ra khỏi cao cấp năng lượng tinh cầu, có hy vọng tiến nhập lần thi đấu này trước mươi. Một cái cùng Khâu Vân Phi giác thuộc Tất Tam Trung lão sư nói nói. Ngươi là nói Đường Thanh Thanh thật sao? Khâu Vân Phi sắc mặt bình tĩnh, nói: Nàng đích xác có hy vọng tiến nhập đại bỉ trước 10, nhưng trường học của chúng ta cũng liền nạn một cái có hy vọng ra biên. Ngược lại là các ngươi Tam Trung, tuyển thủ hạt giống đều có vài vị, sợ rằng có thể chiếm giữ nhiều cái top 32 danh ngạch. Đúng vậy a. À bên cạnh một cái lão sư sen vào nói. Đặc biệt là các ngươi tam trung phương chấn đình, trước đây thức tỉnh tinh cầu nhưng là vượt lên trước 30 km, bây giờ sợ rằng đã vượt qua 100 cây số A, đoạt giải quán quân cũng là rất có thể. Đoạt giải quán quân. Vậy quá khoa trương. Phương chấn đình mặc dù không tệ, nhưng đoạt giải quán quân còn chưa tới phiên hắn. Lấy phương chấn đình thực lực, phỏng chừng ba vị trí đầu có hy vọng, còn như quán quân không có phần của hắn chu vi từng cái lão sư nghe được đoạt giải quán quân ngôn luận lập tức kịch liệt phản đối đứng lên tam trung lão sư ngược lại là không có tức giận ngược lại gật đầu một cái nói có nhất trung cái vị kia ở phương chấn định có thể hợp lại vào tiền tứ thế là tốt rồi đúng vậy a à, nhất trung cái vị kia quá yêu nghiệt vượt qua xa những người khác một đầu những thiên tài khác tối đa chỉ có thể đi tranh đoạt á quân ở vô địch thuộc sở hữu bên trên bên trong phòng nghỉ ngơi rất nhiều lão sư khó được đạt thành nhất trí tốt lắm thời gian cũng không còn nhiều lắm đại gia về trước đi dẫn đội a một năm già già sư nhắc nhở mà ở bên ngoài theo càng ngày càng nhiều từng cái trường học đội ngũ đến tràng quán cũng là biến đến càng ngày càng náo nhiệt không ít người tụ ở một khối tiếng nghị luận chung quanh vang lên Mau nhìn Mã Tùng Đào chỉ vào lối vào một chi đội ngũ, nói Đó là nhị trung đội ngũ, đi ở nhất chính là chính giữa nhị trung cái kia vị giác tỉnh lúc Tinh cầu đường kính vượt lên trước 30 km thiên tài PS Sách mới trong lúc, số liệu phi thường trọng yếu phi thường, các vị các đại lão hỗ trợ đánh cái tay Bái, phiếu đánh giá, vẽ thắng Các loại phiếu Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Yêu nghiệt liên tục xuất hiện. Tối cường một lần. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Theo mã tùng đào ngón tay phương hướng. Giang phàm nhìn sang. Chứng kiến nhị trung giữa đội ngũ, là một người vóc dáng khôi vĩ nam sinh. Tướng mạo có chút lão thành. Ở người chung quanh vây quanh, Long Hành hổ bộ đi vào sân quán. Lục đào. Là nhị trung lục đào. Chính là cái kia vị nhị trung tối cường học viên, giác tỉnh lúc tinh cầu đường kính đạt được 31. 2 km thiên tài siêu cấp. Không sai, chính là hắn. Lần thi đấu này trước ba mạnh mẽ tranh đoạt giả. Theo vóc người khôi vĩ nam sinh xuất hiện, Chu Vi bạo phát một mảnh tiếng nghị luận. Lục đào cũng không để ý tới những nghị luận này nhân. Trực tiếp đi hướng tràn quán ở giữa. Tại nơi này. Đứng thẳng khác một chi trường học đội ngũ. Ngươi đã đến rồi. Phương Chấn Đình. Lục đào nhìn về phía trong chi đội ngũ này một cái cao gầy nam sinh nói. Lục đào, bên trên một lần chúng ta điểm đến thì ngưng. Phương Chấn Đình nhìn chầm chầm lục đào, trong mắt có vệ quan thiểm quá, nói cái này một lần nếu để cho ta gặp gỡ ta cũng sẽ không khách khí người trước từ tiểu tổ ra biên lại nói lục đào nhẹ nhàng cười nói cái này một lần nhưng là mỗi cái trường học yêu nghiệt nhóm đều tới chứng kiến đối thoại của hai người chung quanh những người khác cũng là ở nhỏ giọng nghị luận người nọ chính là tam trung phương chấn đình lần này trước ba đại nhiệt môn không biết hắn cùng lục đào ai mạnh hơn khó nói phương chấn đình thức tỉnh tinh cầu đường kính là ba một ba km cùng lục đào tương xứng có người nói phương chấn đình cùng lục đào phía trước đã từng có luận bàn không biết ai thắng ai bại theo ta được biết tin tức nội tình hai người này không có phân ra thắng bại đám người nghị luận gian lối vào lại truyền tới rối loạn tưng bừng chỉ thấy một chi ăn mặc đồng phục tương đương hoa lệ đội ngũ đi đến. Cầm đầu là một cái dáng dấp có chút tuấn tú tủ nam sinh. Nhất thời đưa tới không thiếu nữ sinh ánh mắt. Là Kim Diệu Trung học Vương Thiên vật. Hắn chính là được xưng Kim Diệu chi tinh Vương Thiên vật. Dáng dấp thật là đẹp trai a. À. Không chỉ có soái Giang Thành lần này năm vị giác tỉnh lúc tinh cầu đường kính vượt lên trước 30 km thiên tài siêu cấp, một vị trong đó chính là hắn. Năm vị thiên tài siêu cấp. Ta chỉ biết Vương Thiên vật cùng Nhị Trung Lục Đào, ba người kia là ai? Còn lại ba vị? Tam Trung Phương Chấn Đình, Nhất Trung một vị kia, còn có Thất Trung một đệ tử. Nói như vậy, chúng ta lần này thực sự là thật nhiều ngày mới chỉ có. Đâu chỉ đâu, không chỉ là xuất hiện năm cái 30 km ở trên đường kính thiên tài siêu cấp, liền 25 km trở lên đỉnh cấp thiên tài cũng không ít theo chúng ta lão sư nói năm nay lần này là gian thành trong lịch sử thiên tài tối đa kinh khủng nhất một lần một cái nhỏ gầy nam sinh nói rằng t bên cạnh vang lên một trận hấp khí thanh nếu không thành chủ làm sao sẽ coi trọng như vậy lần này đại bỉ còn đặc biệt bỏ thêm một phần thưởng cho nam sinh này nói bổ sung nhiều thiên tài như vậy sợ rằng xuất liên tục tuyến đều khó khăn nghe chung quanh nghị luận Mã Tùng Đào nhìn không được cảm thán một câu. Lúc này, Khâu Vân Phi từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Mã Tùng Đào vội vàng đứng lên. Giang Phạm cũng không chút hoang mang đứng lên. Khâu Vân Phi nhìn hai người liếc mắt, hỏi những người khác đâu? Ở bên kia đâu? Mã Tùng Đào chỉ chỉ hướng quân hạo, đường thanh thanh chỗ ở một bên kia. Khâu Vân Phi quay đầu nhìn sang. Khi thấy đường thanh thanh bên cạnh một cái nam tử lúc, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lập tức nói: "Đi, đem hướng quân Hạo bọn họ kêu lên, theo ta cùng đi hoan nghênh một cái quý khách." "Quý khách?" Mã Tùng Đào không rõ vì sao, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Giang Phàm tự nhiên cũng là theo ở phía sau. tràn quán một cái góc chỗ. Đường Thanh Thanh cùng một cái chừng 30 năm tự đứng chung một chỗ. "Đang nói gì đó?" "Ha ha ha." ngọn gió nào đem ngươi đường ngọc thụ cho thổi tới chúng ta gian thành tới ở nam tử này trước mặt khâu vân phi thay đổi những ngày qua lạnh lùng nghiêm nghị thân thiết chào hỏi khâu vân phi đã lâu không gặp nam tử này nhìn lấy khâu vân phi mỉm cười nói ta đây một lần tới gian thành là đại biểu đằng sau ta trường học mà đến cũng chính là năm nay trường học của chúng ta ở đông dương hành tỉnh chiêu sinh lão sư đại khái tỷ lệ chính là ta nghe được nam tử này nói khâu vân phi đồng tử hơi co rụt lại cười nói hoan nghênh hoan nghênh a à. lập tức hướng giang phàm bốn người giới thiệu vị này chính là thiên tinh đại học lão sư đường ngọc thụ nói không chừng các ngươi về sau sẽ thi vào thiên tinh đại học tại hắn môn hạ đọc sách thiên tinh đại học mã tùng đào hướng quân hạo ba người đều cũng có chút giật mình Thiên tinh đại học thật không đơn giản. Chính là toàn quốc 32 sở tốt nhất cao giáo một trong số đó. Có thể trở thành là loại này trường học lão sư. Chí ít cũng phải là tứ cấp tinh cầu chủ ở trên. Phía sau ngươi mấy vị này phải là thất trung cao tài. Đường Ngọc Thụ nhìn về phía gian phàm bốn người, mặt mỉm cười. PS Sách mới trong lúc số liệu phi thường trọng yếu phi thường, các vị các đại lão hỗ trợ đánh cái tay. Bái phiếu đánh giá, vé thắng. Các loại phiếu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Nhất hào hạt giống Giang phàm Hoa tươi tăng thêm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio là trường học của chúng ta lần này tham gia thi đấu học viên, không tính là cái gì cao tài. Khâu Vân Phi có chút khiêm tốn nói. Cùng những trường học khác căn bản vô pháp so sánh. Các ngươi gian thành khóa này thiên tài xác thực không ít. Đường Ngọc Thụ cũng là gật đầu. Phía sau mã tùng đào mấy người. Lại là ánh mắt nhanh chóng ở đường Ngọc Thụ cùng đường Thanh Thanh trên người hai người qua lại quan sát. Giang Phạm cũng nhìn ra hai người này giữa lông mày rất có chỗ tương tự. Chắc là huynh muội các loại quan hệ. Khâu Vân Phi đang chuẩn bị cùng đường Ngọc Thụ hảo hảo nhờ một chút. Trong lúc bất chợt, toàn bộ tràng quán thoáng cái yên tĩnh lại. Tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Khâu Vân Phi cùng đường Ngọc Thụ theo bản năng quay đầu. Giang Phạm cũng là quay đầu. Tràng quán bên trong, mọi người đều quay đầu đi. Chỉ thấy ở đây quán lối vào. Một chi mới đội ngũ đi đến. Mỗi người trên người đều mặc chỉnh tề đồng phục màu trắng. Cùng những trường học khác đội ngũ bất đồng. Chi đội ngũ này thần thái tự tin mà thông dong Tìm không thấy vẻ khẩn trương cùng lúng cuốn. Ở chi đội ngũ này ở giữa. Một người vóc dáng cao gầy thanh lệ nữ sinh như hạt giữa bầy gà vậy đi tới. Áo trắng như tuyết. Khí chất thanh lãnh. Bộ kinh nguyệt là nhất trung bộ kinh nguyệt. Nàng chính là nhất trung cái vị kia yêu nghiệt bộ kinh nguyệt. Khóa này đại bỉ không thể tranh cãi quán quân. Giang Thành một vị duy nhất chuyển hóa ra khỏi siêu cấp năng lượng linh khí, cũng chế tạo ra tu tiên văn minh thiên tài yêu nghiệt. Chúng ta lão sư từng đánh giá rằng, nàng là Giang Thành trong lịch sử rất nhiều thiên tài siêu cấp trung mạnh nhất một cái. Có nàng ở, lần thi đấu này quán quân xác thực không có có gì khó tin những người khác. Tối đa tranh cái hai ba danh. Từng đạo tiếng nghị luận. Ở đây quán bốn phía không ngừng vang lên. Nghe những nghị luận này tiếng. Bộ kinh nguyệt khẽ nhíu mày một cái đầu. Dẫn đầu hướng tràn quán nội bộ đi tới. Ca ca, đây chính là ngươi cho là ta duy nhất không cách nào đánh bại người Đường Thanh Thanh cũng ở quan sát bộ kinh nguyệt. Lúc này lên tiếng hỏi. Bên cạnh đường Ngọc Thụ gật đầu, nói, là, ngoại trừ nàng, những người khác ngươi đã có cơ hội thủ thắng, nhưng Bộ Kinh Nguyệt. Ngươi cách nàng còn kém không ít. Sở dĩ, cái này một lần ngươi tối đa tranh cái đệ nhị. Tốt, Bộ Kinh Nguyệt ta tạm thời không phải là đối thủ, nhưng cái này đệ nhị, ta liền tranh rồi. Đường Thanh Thanh ánh mắt lóe lên vẻ tự tin màu sắc. Tam trung cùng hai trung đội vân vân sở tại. Cả đám cũng ở mắt thấy Bộ Kinh Nguyệt thân ảnh bộ kinh nguyệt thực sự mạnh như vậy có người hỏi bộ kinh nguyệt thức tỉnh là siêu cấp văn minh tu tiên tinh cầu vượt trên mọi người chúng ta một cái đầu nếu như không có ngoài ý muốn lần thi đấu này quán quân trừ nàng ra không còn có thế là ai khác lục đào trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói lục đào quán quân chúng ta kiếm không được vậy thì nhìn một chút ai có thể tiến nhập trận chung kết một bên phương chấn đình nói rằng theo cuối cùng một chi đội ngũ nhất trung đến. Lần này Giang Thành Đại Bỉ cũng là chính thức kéo ra màn che. Rất nhiều đội ngũ. Tiến vào tràng quán nội bộ. Nơi đây chính là. Đợi lát nữa tranh tài trường hợp. Khâu Vân Phi cùng những trường học khác lão sư. Riêng phần mình mang tốt đội ngũ. Đứng ở tràng quán bên trong chờ đợi. Không chỉ là mỗi cái giáo lão sư. Chỉ chốc lát sau mỗi cái hiệu trưởng trường học cũng tự mình đến. Cái này tự nhiên là bởi vì lễ khai mạc Giang Thành Thành Chủ sẽ đích thân qua đây. Giang Thành Thành Chủ đây chính là Giang Thành người thống trị kim tối cường giả. Cái nào hiệu trưởng dám không nể mặt hắn? Có một cái ở ngoại địa hiệu trưởng thậm chí. Suốt đêm khiên phù xe gấp trở về. Khoảng chừng lại qua gần 10 phút. Một luồng khí tức kinh khủng, hàng lâm ở tại phía trước trên đài cao. Giang Phạm không khỏi nhíu mày. ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một người vóc dáng cao lớn, toàn thân cực kỳ uy nghiêm nam tử xuất hiện ở phía trên. Dựa theo trong đầu ký ức. Giang Phạm biết. Vị này khí tức kinh khủng nam tử. Chính là Giang Thành thành chủ. Giang Thành tối cường giả. Một cái năm cấp tinh cầu chủ. Theo Giang Thành thành chủ hàng lâm. Toàn bộ tràng quán trở nên yên tĩnh lại mọi người cũng không dám có nửa ngôn ngữ ồn ào náo động. Giang Thành Thành chủ ánh mắt ở trên người mọi người quét qua, hắn giọng nói. Chư vị, các ngươi đều là chúng ta Giang Thành ưu tú nhất học tử, cái này một lần đại bỉ, hy vọng các ngươi. Tận lực phát huy. Không lưu tiếc núi. Giang Thành lời của Thành chủ không nhiều lắm. Một câu nói qua đi. Cái này ngắn gọn lễ khai mạc liền tính là kết thúc. Kế tiếp, Đại bị chính thức bắt đầu. Trước tiên, tiến hành là phân tổ rút thăm nghi thức. Tổng cộng 32 tổ. Dựa theo quy tắc, có 32 vị tuyển thủ hạt giống. Mà gian phàm. Lại là bị liệt thành nhất hào hạt giống. PS. Sách mới trong lúc số liệu phi thường trọng yếu phi thường, các vị các đại lão hỗ trợ đánh cái tay. Bái, phiếu đánh giá, vé thắng. Các loại phiếu tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Mở ra làm thịt theo hình thức. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trận này đại bỉ. Từ Giang Thành hơn 100 sở cao cùng là tham dự. Dự thi nhân số vì 320 người. Không phải mỗi trường học dự thi nhân viên số lượng đều tương đồng. Dựa theo quy định Từ đi phía trước 5 năm Giang thành đại bị mỗi cái giáo tổng hợp thành tích Tới quyết định năm nay dự thi danh ngạch Đi phía trước 5 năm Giang phạm chỗ trường học Giang thành thất trung thành tích xếp hạng hơn 10 người Thu được 5 cái danh ngạch Giang thành nhất trung Lại là liên tục ngủ giới quán quân Vì vậy Thu được nhiều nhất 8 cái danh ngạch Cứ thế mà suy ra 320 cái dự thi học sinh, chia làm 32 tiểu tổ, mỗi tổ 10 người. Mỗi cái tiểu tổ áp dụng đơn thi đấu vòng tròn chế, chỉ có một tra tuyến danh ngạch. Có thể nói phi thường tàn khốc. Vì để cho mỗi cái tiểu tổ thực lực đều nhất trí, không cho đứng đầu tuyển thủ trước giờ gặp nhau. Đại Bỉ lại thiết lập tuyển thủ hạt giống. Tổng cộng 32 vị tuyển thủ hạt giống dựa theo giác tỉnh lúc tinh cầu đường kính tới chọn lấy. Giang phạm giác tỉnh lúc tinh cầu đường kính là 35. 2 km. Là Giang thành duy nhất một cái vượt lên trước 35 km học sinh. Cũng phá vỡ Giang thành lịch sử ghi chép. Không hề nghi ngờ. Bị xếp thành số một hạt giống. Nhìn lấy đồng chấn thanh cái kia lộ ra nụ cười biểu tình. Giang Phạm cũng biết. Cái này. Phải là vì sao, Giang phàm thức tỉnh chỉ là phổ thông tin cầu phía sau. Đồng chấn thanh như trước tự mình gọi điện thoại. Mời mời hắn tới tham gia thi đấu nguyên nhân chủ yếu. Đây chính là nhất hào hạt giống A. Vạn giới đại bỉ. Hầu như đều là bị nhất trung học viên ông đồn. Muốn không liền rơi vào nhị trung, tạm trung hoặc kim diệu trung học những thứ này đỉnh cấp trung học trong tay. Thất trung có thể uống ngụm canh cũng là không tệ rồi bây giờ có chiếm giữ phần này vinh dự cơ hội. Đồng chấn thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà số 2 hạt giống. Tự nhiên là đánh trước phá kỷ lục đoạt giải quán quân đứng đầu bộ kinh nguyệt. Cứ thế mà suy ra. Đường thanh thanh xếp hạng thứ 6. Vì số 6 hạt giống. Nhìn lấy trước 10 hào hạt giống trung. Thất trung hai người trên bảng nổi danh. Cho dù là luôn luôn lạnh lùng khâu vân phi khóe miệng đều hiện lên mỉm cười tràn quán phía trước hình chiếu bên trên. 32 cái tuyển thủ hạt giống tên cùng trường học. Xếp hạng mặt trên. Tên Giang Phạm xếp hạng phía trên nhất. Đặt ở bộ kinh nguyệt trên đầu. Làm cho không ít người cảm thấy có chút chói mắt. Giang Phạm. Chính là phía trước giác tỉnh lúc phá vỡ chúng ta Giang Thành ghi chép cái kia vị. Không sai, chính là hắn, đáng tiếc. Nghe nói người này chuyển hóa năng lượng thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng tạo ra chỉ là một gốc cây phổ thông tinh cầu. Phổ thông tinh cầu. Không thể nào đâu, 35. 2 km ban đầu đường kính, thậm chí ngay cả siêu phạm tinh cầu đều không phải là. Việc này thiên chân vạn xác trường học của chúng ta lão sư ở thất trung có nhận thức lãnh đạo, xác định đây là thật. Vậy thì thật là đáng tiếc a à. Nếu như bình thường, có lẽ cái này gian phạm cũng có thể chế tạo ra siêu cấp văn minh tinh cầu tới phía dưới không ít người. Đều ở đây âm thầm nghị luận. Một đám lão sư môn. Đại đô đã sớm biết cái này nội mạc. Sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì. 32 cái tuyển thủ hạt giống định ra. Rút thăm nghi thức sau đó cử hành. Quy tắc cũng rất đơn giản. Một là, mỗi tổ thực lực bảo đảm lớn hơn trí tương đương. Hai là, cùng trường học viên sẽ không bị rút được trong một tiểu tổ vì bảo trì công bình công chính. Mỗi cái trường học đều muốn cử đi lão sư đi lên rút ra. Chỉ chốc lát sau. 32 tiểu tổ kết quả rút thăm ra lò. Hình chiếu trong hình. Mỗi cái tiểu tổ học viên danh sách. Xuất hiện ở mặt trên. Chứng kiến gian phàm chỗ tổ thứ nhất những người khác. Đồng chấn thanh hơi thở vào một cái, nhìn về phía Giang Phạm nói. Số ngươi cũng may, nhóm này thực lực không tính là rất mạnh vận khí tốt. Giang Phạm mỉm cười. Nhưng Giang Phạm biết, cái này không là vận khí tốt, mà là Giang Phạm thức tỉnh tinh cầu đường kính lớn nhất. Sở dĩ phía sau phân phối tiến vào những người khác tinh cầu đường kính sẽ nhỏ hơn một ít. Rút thăm hoàn tất, đại bỉ coi như chính thức bắt đầu. Ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, Giang Phạm đi hướng đối chiến phòng mà đối chiến bên ngoài bên mỗi cái giáo lão sư cùng lãnh đạo đi qua phía trên hình chiếu có thể rõ ràng mà chứng kiến đối chiến tình huống thoạt nhìn lên tổ thứ nhất thực lực tổng hợp yếu nhất nhưng lại nhất loạn nhìn không ra ai có khả năng nhất ra biên một cái lão sư phân tích nói không phải có cái kia phá kỷ lục gian phàm sao hắn hẳn là ung dung không có áp lực a à. khác một cái không biết nội tình lão sư nghi vấn hỏi hắn thức tỉnh là phổ thông tinh cầu, sợ rằng có chút khó khăn. Khác một cái lão sư giải thích. Phổ thông tinh cầu như thế nào cùng siêu phạm tinh cầu đánh, vị này gian phạm có thể sẽ trở thành sự thượng đệ một cái, tiểu tổ cũng không xảy ra tuyến số một mầm móng. Một cái nhất trung lão sư vừa cười vừa nói. Lan Hạo, ngươi còn là quản tốt các ngươi nhất trung chuyện A. À? Khâu vân phi cao mày quát lên. Luôn luôn tới nay nhất trung cùng thất trung đều có chút không hợp nhau. Ha hả! Nhất trung gọi Lang Hạo lão sư cũng không sinh khí, mỉm cười nói. Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. PS Liên quan tới đơn thi đấu vòng tròn sự tình. Đơn thi đấu vòng tròn chế là chỉ sở hữu đội dự thi ở thi đua trung đều có thể gặp nhau một lần, cuối cùng đè mỗi cái đội ở thi đua bên trong đạt được bao nhiêu, thắng bại buổi diễn tới sắp xếp thứ tự. Đơn tuần hoàn bởi tham gia cạnh tranh mỗi cái đội đều có gặp nhau tranh tài cơ hội, là một loại tương đối hợp lý thi đấu chế độ. World Cup đấu vòng loại chính là áp dụng loại này chế độ thi đấu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Trận đầu ta chế tạo tu la tràng, mở giết siêu phàm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Các lão sư khác. Nghe đối thoại của hai người. Cũng không có ngắt lời. Nhưng mọi người đều biết. Cái này gọi lang hạo lão sư. Lời nói tuy khó nghe, cũng là sự thực. Bọn họ làm lão sư vài thập niên. Phổ thông văn minh tinh cầu cùng siêu phàm văn minh tinh cầu quyết đấu tự nhiên cũng đã gặp. Tình cảnh kia dùng tàn nhẫn đều không đủ lấy hình dung. Quả thực thảm tuyệt nhân gian. Đối chiến bên ngoài vây. Giang Phàm từng bước đã đi tới. Mà ở bên kia, Giang Phàm trận đầu đối thủ. Một cái cao tráng nam sinh cũng ở nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, hướng đi tới bên này. Chứng kiến Giang Phàm. Cao tráng nam sinh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn nói ngươi chính là cái kia phá vỡ gian thành ghi chép số một hạt giống gian phàm. Từng Gian phàm lẳng lặng nhìn lấy hắn. Số một hạt giống có người nói trận chiến đầu tiên cho tới bây giờ không có thu quá, cái kỷ lục này. Ngày hôm nay liền do ta vương đặng tới phá. Cao tráng nam sinh lớn tiếng nói. Ngươi không có đại đế phong thái. Gian Phạm nhàn nhạt nói một câu. Lập tức đi vào đối chiến phòng cao tráng nam sinh nghe được mạc danh kỳ diệu, hơi cau mày nói. Đợi chút nữa thua, nhìn ngươi còn có thể hay không thể cười được. Đối chiến bên trong phòng. Giang phàm ngồi trên ghế. Bắt đầu tiến nhập giác tỉnh không gian. Làm tin bên trên. Khải đã làm xong chuẩn bị. Tinh cầu ngoài thông đạo bên. Mười vạn đại quân. Trùng trùng điệp điệp. Đều nhịp đứng ở trên đất trống vì lần này phụ thần vinh quang tranh. Khải làm đủ chuẩn bị chu đáo. Gây dựng 10 vạn đại quân. Trong đó, 50 ngàn là thường quy quân đội. 50 ngàn là quân dự bị. 50 ngàn thường quy trong quân. Có 30 ngàn là đảm đương chủ lực đại hoang quân. 10 vạn đại quân tổ kiến cho vũ quốc mang tới tương đối lớn gánh vác. Phản đối đại thần một cái lại một cái. Bao quát hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư cùng mấy cái nội các đại thần. Khải ngoan hạ quyết tâm. Trực tiếp đem những thứ này phản đối đại thần. Trục xuất. Điều này cũng làm cho Khải đeo lên khá nhiều bêu danh. Nhưng vì cái này một lần đại bỉ. Khải nhịn. Lúc này. Khải đứng ở trên đài cao. Trên người một lần nữa mặc vào tướng quân khôi giáp, đội trường kiếm, đứng thẳng ở trên đài cao. Mắt nhìn xuống phía dưới đại quân tiến hành xuất phát trước động viên vũ quốc các dũng sĩ khải ánh mắt lợi hại từ đại quân trên người nhìn quét mà qua lớn tiếng nói ngày hôm nay chính là chúng ta chinh chiến vinh dự thời gian các ngươi trong tay thương có thể lợi hay không lợi mười vạn đại quân nâng cao trường thương cùng kêu lên trả lời các ngươi chảy xuôi huyết có thể nhiệt hay không khải hỏi lại nhiệt chúng tướng sĩ thanh âm càng cao. Tiếng chấn động trên cao. Sợ đến tứ chu sơn lâm người chim đều tán loạn mà chạy. Các ngươi trong cơ thể tâm có thể dũng hay không? Dũng. Âm âm thanh âm đâm thẳng bầu trời. tam vấn phía dưới. Mười vạn đại quân sĩ khí hoàn toàn bị kích phát. Từng cái mặt mang sụt sôi màu sắc. Khải thỏa mãn gật đầu. Mới vừa những lời này tuy là cũ, nhưng xác thực có chút hữu hiệu. Vì vũ quốc mà chiến, làm vinh quang mà chiến, hiện tại. Xuất phát. Ở gian phàm gợi ý dưới, Khải vung tay lên. Thông đạo cửa chậm rãi mở ra. Mười vạn đại quân chậm rãi tiến nhập. Nhưng không phải mọi người đều đi vào. Dựa theo quy định. Tranh tài thời gian là 10 giờ. Ở nơi này trong vòng 10 tiếng. Thông đạo tùy thời có thể mở ra. Làm cho nhiều người hơn tiến đến. Thế nhưng những người khác tinh cầu cũng không giống như gian phàm như vậy có nhiều như vậy người không cần như thế trận chiến đầu tiên đối thủ không mạnh vì vậy Giang Phạm quyết định phái ba ngàn người xuất chiến liền có thể nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn như vậy lại để cho còn thừa lại đại hoang quân đăng tràn cũng hoàn toàn tới kịp song phương đối chiến sân khấu ở vào một cái hoang vu trên tinh cầu ba ngàn đại hoang quân sau khi tiến vào. Chính là chứng kiến ở giữa có một cái đục cự đại tường thể. Đây là năng lượng tường. Có thể cách ly song phương phạm vi nhìn. Ở bắt đầu tỷ thí trước. Phòng ngừa song phương tiến công. Đi cùng 3.000 đại hoang quân tiến vào. Còn có một nhánh 20 người siêu phạm nghiên cứu tiểu tổ. Bọn họ đem căn cứ sân so tài tình hình chiến đấu vì đại hoang quân cung cấp thời gian thực nhằm vào phương án. Theo năng lượng tượng bài trừ, tỷ thí chính thức bắt đầu. Giang Phạm liếc mắt liền thấy. Đối diện là một đống dáng người khôi ngô võ giả. Quan chiến thất bên trong. Quan tâm cuộc tỷ thí này lão sư ngược lại có không ít. Khi thấy, bên trong lối đi, đi tới một đội lại một đội binh sĩ lúc. Bên trong gian phòng thoáng cái liền tỉnh mọi người đều trợn to hai mắt. Cảm thấy có chút khó có thể tin. Ngay vừa mới rồi phía trước. Bọn họ vẫn còn ở thảo luận gian phạm chế tạo phổ thông trên tinh cầu tối đa sẽ có 800 người vẫn là 1.000 người. Kết quả. Sự thật này đùng đùng quất mặt. Ta thương mại. Chính là đối thủ, cái kia cao tráng nam sinh. Nhìn thấy cái này đen thùi lùi 3.000 quân đội. Cũng là nhìn không được sổ một câu thô tục. PS. Sách mới trong lúc, số liệu phi thường trọng yếu phi thường, các vị các đại lão hỗ trợ đánh cái tay. Bái, phiếu đánh giá, vé thắng. Các loại phiếu. Tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Đặc biệt nhằm vào Tam vị nhất thể đại hoang quân nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Theo lý thuyết, 3.000 người cũng không tính nhiều. Nhưng xem muốn với ai so với. Siêu phạm giả vốn là khó nuôi sống. Càng chưa nói vẫn là mới vừa giác tỉnh mới, chỉ có một tháng tinh cầu. Đối thủ vương đằng chế tạo là một viên võ giả tinh cầu. Hơn nữa, vẫn là trung võ thế giới. Võ giả số lượng tổng cộng có 108 cái mỗi người đều là khí tức không tầm thường. Đứng ở nơi đó, liền như cùng 108 chỉ viễn cổ mảnh thú một dạng. Nhưng ở 3.000 hàng nặng võ trang đại hoang quân trước mặt, khí thế không khỏi biến thấp một ít. Là võ giả sao? Khải nhìn thoáng qua, lập tức hạ lệnh. Chuẩn bị sẵn sàng. Đại hoang quân mặt đối với võ giả kinh nghiệm là nhất đầy đủ. Lập tức hành động hàng trước là từng cái cự đại cái khiên. Những thứ này cái khiên có cao 2 mét. Hai cái đại hoang binh sĩ mới, chỉ có, mang nổi. Cái khiên ghim vào trong đống đất. Dùng để ngăn trở võ giả đợt thứ nhất thế tiến công. Bởi lâm tinh mỏ sắc hữu hạn. Khải vẫn tính toán tỉ mỉ. Mỗi một khối sắt đều dùng ở trên lưỡi đao. Những thứ này cái khiên toàn bộ là bằng sắt. Thật dày kinh người. Ở cái khiên trận phía sau, là từng nhóm trường thương trận. Những thứ này trường thương không phải phổ thông trường thương, mà là đặc chế mà thành. Mỗi một thanh đều có hai thước ở trên. Thấy như vậy một màn, Giang Phạm khẽ gật đầu. Ở kiếp trước, loại này trận hình chính là dùng để đối phó thời đại phong kiến vương giả trọng kỵ binh. Mà ở trường thương trận sau đó, chính là nhiều đội số lượng nhiều nhất cung tiễn thủ. Vũ quốc cung tiễn kỹ thuật đăng phong tạo cực, đã đến đề thăng đến hạn mức tối đa tình trạng. Khải tòa trấn ở giữa. Ở giữa chỉ huy. Quân sự bốn phía. Còn có một nhánh 500 người khinh kỵ binh. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp hoặc là đánh bất ngờ. Theo thời gian trôi qua. Trong sân gian. Năng lượng tường chậm rãi tiêu thất. Thi đấu. Chính thức bắt đầu. Cao tráng nam sinh vương đằng nhìn lướt qua đại hoang quân đội hình, hô lớn không cần sợ đối diện nhìn lấy nhiều người nhưng đều là một đám người thường một đám mềm nhũng cừu mà thôi cùng gian phàm bất đồng người khác siêu phàm tinh cầu thành tựu tinh cầu chủ đều là trực tiếp kết quả trực tiếp cùng trên tinh cầu siêu phàm sinh mệnh giao lưu có thậm chí còn tự cho mình là thần linh dù sao tinh cầu chủ đối với trên tinh cầu bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể dễ dàng giết chết mà cái này cái cao tráng nam sinh vương đằng. Chính là thành lập một cái tông môn. Tự phong vì tông chủ. 108 võ giả. Cũng từ mới vừa trong kinh ngạc phản ứng kịp. Dẫn đầu một tên đại hán liếm môi một cái, quát lên. Tông chủ đại nhân nói không sai, những người bình thường này liền như cùng cừu một dạng. Nhìn lấy số lượng nhiều, trên thực tế. Một chỉ mảnh hổ dết đi qua, cừu sẽ sợ đến chạy tứ tán mà chúng ta chính là 108 con mảnh hổ. Xong. Trực tiếp đem đám này người thường tách ra. Đại hán cầm đầu nâng cao khảm đao, quát to. Thoại âm rơi xuống. Dẫn đầu vọt tới. Vương đằng cùng đại hán cầm đầu nhận thức cũng không sai. Quá khứ cũng phát sinh qua phổ thông văn minh cùng siêu phạm văn minh quyết đấu. Trên thực tế, cũng là tình huống như vậy người thường nhìn lấy nhiều người nhưng siêu phàm giả xung phong một cái đại bộ phận người thường đều sợ đến tè ra quần hoảng hốt chạy bừa chạy trốn hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi chỉ bất quá những thứ kia chỉ là bình thường người thường mà cái này bên đại hoang quân nhưng là thân kinh bách chiến chính quy quân đội trước đây còn chưa từng có một người bình thường tinh cầu có thể giống như lam tin như vậy có nhiều như vậy người tự nhiên cũng tổ không lên quân đội võ giả tốc độ tương đương nhanh chóng trong chớp mắt liền vượt qua một khoảng cách lớn đại hoan quân không có một vẻ bối rối từng đạo mũi tên tiếng xé gió vang lên vũ tiễn như chú không ngừng hướng những võ giả này đánh tới cổ họng cổ họng cổ họng hung hãn võ giả một bên ngăn cản những cung tên này một bên không ngừng đi tới. Chuẩn bị. Một người tướng lãnh hờ hững nhìn lấy một màn này, lập tức giơ cao tay phải lên. Phía sau. Một chi cung tiễn đội cầm lên trong tay mũi tên. Chi này cung tiễn trong đội. Chia làm ba người một tiểu đội. Chuyên môn dùng để đối phó võ giả. Võ giả sức bật phi thường mạnh mẽ. Một bước có thể bước ra gần xa 10 mét. Mà ngay tại những này võ giả bay lên trời còn chưa rơi xuống đất một sát na. Cung tiễn đội trong tay mũi tên bắn ra ngoài. Ba người tiểu đội mỗi người mục tiêu đều là cùng là một cái võ giả. Nhưng cụ thể vị trí bất đồng. Phân biệt nhắm ngay thượng trung hạ ba đường. Triệt để đem võ giả phong kín. Ở giữa không trung võ giả. Không cách nào xê dịch dời đi. Chỉ có thể lấy đao đi ngăn cản. Cứ như vậy. Liền lộ ra càng nhiều hơn kẻ hở. À. hét thảm một tiếng vang lên một cái nhảy giữa không trung võ giả trực tiếp bị cung tiễn bắn tới chân từ không trung rơi xuống tới sưu 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 cung tiễn đội mũi tên liên tiếp cuồn cuộn không dứt bắn ra chuyên môn nhắm ngay những thứ kia nhảy đến giữa không trung võ giả những thứ khác tiễn thủ lại là toàn khu vực bao trùm không cho võ giả né tránh không gian PS. Sách mới trong lúc, số liệu phi thường trọng yếu phi thường, các vị các đại lão hỗ trợ đánh cái tay. Bái, phiếu đánh giá, vé thắng. Các loại phiếu. Tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Nghiêng về một phía tàn sát. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sư. 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 Tám ngày vũ tiễn. Dường như cái giết sang sông một dạng. Đầy trời khắp nơi đều là. Rậm rạp chằng chịt mũi tên bên trong. Một trăm linh tám võ giả đầu tiên là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cầm đao đón đỡ đánh rơi. Nhưng theo thời gian trôi qua, những võ giả này từng cái tay đều muốn ê ẩm cái này thương mại xong chưa cung tiễn hoàn toàn không ngừng khải những năm này chuẩn bị lúc này triển lộ không bỏ sót vũ quốc chế tạo cung tiễn cùng mũi tên không biết bao nhiêu vì chính là giờ khắc này để cho ngươi võ giả căn bản là không có cách tới gần mà ba người liệp sát tiểu đội đồng thời phát uy à lại là hét thảm một tiếng một cái thân hình khôi ngô cao lớn võ giả từ giữa không trung té xuống thật chặt ôm cùng với chính mình chân phải thượng trung hạ ba đường hạ lộ là khó khăn nhất phòng thủ thêm lên ba người tiểu đội xuất tiễn phi thường xảo quyệt những võ giả này sơ ý một chút cũng sẽ bị bắn trúng a à. a à. lại là hai tiếng kêu thảm thiết dựa vào là hơi gần hai cái võ giả ứng tiếng hạ xuống một cái bắp đùi bị bắn trúng, khác một cái phần bụng trúng tên. Loại thương thế này, đối với võ giả mà nói không tính là trí mạng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu. Loại này ba người tiểu đội chính là siêu phẩm nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng để châm đối với võ giả cung tiễn tổ hợp. Thoạt nhìn lên đơn giản, nhưng trong đó phối hợp cùng ăn ý đều là trải qua hơn mấy năm ma luyện dần dần theo võ giả thể lực và chuyên chú lực giảm xuống tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều đến cuối cùng liên tiếp liên miên một mảnh mà lúc này đây trước mặt nhất đại hán liền cự đại cái khiên trận cũng còn không có tiếp cận còn lại võ giả không khỏi sinh ra một tia khiếp ý không dám tiếp tục đi phía trước phế vật a à, một đám phế vật thấy như vậy một màn cao tráng nam sinh vương đằng nhìn không được tức miệng mắng to những thứ kia đều là người thường các ngươi đang làm gì làm sao bị một đám người thường làm thảm như vậy Xong. nhanh cho ta xong. tiến lên vọt vào trong đội ngũ của bọn họ hổ vào dương quần kế tiếp chính là một bên đồ sát ngược vương đằng tức giận kêu to gọi lớn chịu ảnh hưởng này. Còn lại võ giả cũng là khôi phục một ít dũng khí. Gào khóc. Tiếp tục vọt tới. Quan tâm chí loạn một cái. Càng chưa nói trận hình. Hoàn toàn là chó giữ chụp mồi một dạng. Như ông vỡ tổ mà dân lên tới. Bắn tự do. Chứng kiến những thứ này họ hét loạn cào cào võ giả, dĩ nhiên hướng về phía cái khiên trận mà đi. Chỉ huy tướng lĩnh trực tiếp hạ lệnh bắn tự do. Chính là mỗi cái cung tiễn thủ không lại phối hợp, tự xem chuẩn cơ hội. Đối với địch nhân tiến hành tinh chuẩn mà đã kích trí mạng. Trong nháy mắt, từng đạo mũi tên như lấy mạng dây thừng, đánh về phía từng cái con rùi không đầu một dạng võ giả, nhắm ngay chân của bọn hắn lưng, bắp đùi, đầu những thứ này bạc nhược điểm mà đi. Dây đặt vũ tiễn phía dưới, không có người võ giả nào có thể an nhiên vượt qua một đoạn này nhìn như không dài lại mong muốn không thể so sánh đường xá từng đạo kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam vang lên chỉ là một lát sau trên mặt đất lại thêm tốt mười mấy trúng tên võ giả rốt cuộc còn thừa lại võ giả sợ đối mặt với đen thùi lùi ba ngàn đại hoang quân trên mặt lộ ra sợ hãi màu sắc một cái võ giả quát to một tiếng lập tức xoay người lui về phía sau điên cùng chạy trốn những võ giả khác dường như bị cuốn hút một dạng cũng theo dồn dập chạy trốn chỉ để lại trước mặt nhất mấy người bắn chết hắn khải tự mình hạ lệnh tay chỉ cầm đầu cái kia cầm đao đại hán nhất thời hầu như tất cả cung tiễn nhắm ngay đại hán này mấy ngàn mũi tên trước sau nhào qua. Dù cho đại hán này là tất cả trong võ giả mạnh nhất một cái, nhưng cũng không thể ngăn cản được. Ở trong ánh mắt kinh hãi, cầm đao đại hán bị bắn thành tổ ong vò vẻ. Còn lại võ giả kinh hãi gần chết, lại cũng không có bất kỳ do dự nào. Xoay người liền lưu, thấy như vậy một màn. Đối chiến trong phòng vương đằng tay đều ở đây hơi run cái này cầm đao đại hán nhưng là hắn cực lực bồi dưỡng. Trong võ giả có thiên phú nhất một cái. Hiện tại, cư nhiên chết ở trên trường đấu. Toàn quân truy kích. Khải vung ra trường kiếm, chỉ phía trước một cái. Cái khiên trận, trường thương trận cùng cung tiễn trận chậm rãi di chuyển về phía trước, hướng võ giả tới gần. Bởi nơi này là sân so tài. Sở dĩ sân bãi cao thấp hữu hạn. Loại này chậm rãi tốc độ cũng có thể đuổi theo thân thủ nhanh nhẹn võ giả lúc này võ giả núp ở sân bãi một góc khác dường như giống như chim cúc lạnh run đợi đại hoang quân tới gần phía sau lại là một vòng tiếp một vòng vũ tiễn hạ xuống những võ giả này không có lui lại không gian hoàn toàn thành mục tiêu sống không ngừng mà có tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng mà có võ giả bị bắn thành nhím đầu hàng ta đầu hàng đối chiến bên trong phòng mặc dù không cam lòng thế nào đi nữa nhưng vương đặng vẫn là bất đắc dĩ giơ tay lên không đầu hàng nữa hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng những võ giả này sẽ bị bắn chết hầu như không còn bên cạnh người trọng tài một cái nhị cấp tinh cầu chủ lập tức chấm dứt thi đấu một mặt cờ hàng xuất hiện ở võ giả bên này sân bầu trời tuyên cáo cuộc tranh tài này kết thúc. Trận chiến đầu tiên. Đại hoang quân làm từng bước đạt được thắng lợi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.